Hello mọi người đã quay trở lại với của mình vào sáng của ngày hôm nay nha. Trời ơi mọi người nhớ hôm nay là đi đánh thưởng 5 năm kiếm hai cầu vui vẻ. Đấy. Như em thì em mở bát họ bằng cách là chơi bác sĩ. Vừa rồi mình mới đổi được cái bộ trang phục này bằng cái miếng thạch màu trắng trắng ở trong shop ấy. Các bạn nào ưng thì các bạn vô các bạn đổi nha. Nhìn giống như là miếng skin chè vậy đó. Nguyên một nồi chè. Ở trong miền Nam này, nói chung thì chè ở đâu cũng có, nhưng mà mình thích ăn những cái loại chè như là chè bắp nè. Trời ơi ăn chát. Chè chuối, ngon dã man luôn. Chè đậu xanh hay đậu đen thì nói chung là mấy cái loại đó quá là kinh điển rồi. Bạn nào kêu phụ huynh mình nấu cho món chè bắp đi. Trời ơi tuyệt vời luôn, nhức cái nách luôn. Không thì ăn chè chuối. Chuối mà lỏng lỏng nha. Ra ngoài chợ toàn là người ta bỏ rất là nhiều nấu đặc ấy. Đâm ra là lúc mà ăn nó cứ bị đông đá, đông vào giống như ăn cháo em bé vậy. Đặc dã man, ăn không ngon. Chè phải có miếng nước nước, bỏ đá vô lỏng lỏng. Trời ơi, thường thì người ta ăn chè chuối đồ là sẽ ăn nóng, nhưng em là em bỏ đá. Tại ăn quen rồi. Ở chỗ mình đây thì người ta còn ăn cả bột sắn dây khuấy lên. Trời ơi, nghe nói ăn là mát ruột nè. Rồi rất là tốt cho hệ tiêu hóa. Trời ơi, nhưng mà em không ăn nổi. Trời ơi, nhớ ngày xưa cứ mỗi lần sáng dậy là chưa gì là thấy áp lực rồi. Nguyên một tô bột sắn dây. Kinh khủng. Ăn như cháo vậy đó, nhưng mà hả, nó cứ lờ lợ mà nó cảm giác nó nhiều kiểu gì khó tả vô cùng. Rồi rồi rồi, để nữ hoàng canh ballet canh cho nè. Anh ơi, trời ơi, táp gió em không dám bế cầm. Tí khu hí anh ơi, em canh anh một cái ballet thôi mà anh tha cho em nha anh ơi. Trời ơi, lại gió rồi. Rồi, rồi. Kinh khủng như nước ấy. Trời ơi. Không canh ballet là đời không nể. Hiểu không? Ui, sao nhanh thế? Ui dồi. Cái tật ngựa bà. Trời ơi, cái tật ra sân si. Mà đúng thôi. Thấy bác sĩ mà không đuổi thì đúng là một tội ác đấy. Trời ơi, đánh một hit được rồi mà không có chịu đánh luôn, nó lại hồi máu lát ra nơ ê mốt múa cho bay đầu. Nên là bạn chắc đuổi em là điều rất là hiển nhiên. Là do em không tốt. Rồi ăn gió. Hay quá. Rồi ok. Rồi 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 rồi. Là vô em không sao quên đi bao phút giây. Thật nhẹ nhàng người đánh em và em nói rằng out. Rồi không sao, máy đủ hết rồi. Trời ơi, banh xác anh chết. Ăn hai cái ván thôi là ta nói banh chành khói lửa ha. Dư tài năng, dư tri thức, nhưng mà máy thì cũng vẫn đủ thôi. Rồi, lên nhạc rồi. Ui. Rồi, ok. Ok. Qua đây chơi với em nè anh. Thắng làm vua, thua thì mình xài emote ha. Ủa, nó đạp nhạc rồi. Đồ bội bà. Hiện hình nhanh lên. Kề mốt múa của bác sĩ ta nói hả, nó khốn nạn vô cùng. Hí. Trời ơi, tệ bạc. Thật lòng em đây không muốn ra đi vì em rất yêu anh. Ra đây chơi với em đi anh ơi. Nhanh lên. Ôi, không gian bế cầm. Ra đây hiện cái hình lên, nhanh lên. Gì vậy? Cắm mắt. Rồi rồi rồi.
Anh ơi, anh tha cho em. Rồi, gió đâu, ra đây nhanh lên, hiện hình đi. Vui quá à. Hôm nay em sân si ăn chắc. Úi, nó không sợ ván luôn. Tệ bạc. Buồn, nói chung cũng buồn. Trời ơi, cái skin gì mà nhìn con Jack cái mặt nó ghê dữ vậy trời. Ủa là sao? Friendly hả? Ủa? Vụ gì nữa đây? Thôi ê một măm 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 măm. Trời ơi, đứng sát chứ mà đánh một. Vui quá. Đó chứ gặp mấy bạn mà kiểu chơi chat này mà cảm giác cay được thấy sướng lắm mọi người. Không mà do mình đi sân si đó. Tệ bạc. Ôi, anh ta cho tôi lên ghế. Đồ đáng ghét. Và mọi người ơi, mọi người đừng chuyển kênh nha. Trời ơi, bác sĩ mà nó nói hả? Không có chôn sống nó là nó đẻ trứng liền liền luôn, nó một rổ đó. Giờ ok, và mọi người đừng chuyển kênh, em làm thêm một trận đấu rank nữa nha mọi người. Ui, hết giờ rồi. Quên gì đồng hồ. Giờ là 8 giờ, 8 giờ là chỉ dành cho những cái bạn nào mà dưới ranh điểu mới chơi được thôi. Còn như mình đây thì chịu rồi, 8 giờ tối. Thời điểm mọi người đang xem clip này là 8 giờ tối đó. Tệ bạc. Trời anh Bani. Thật sự thì mình cũng không thích lên ranh cao lắm đâu. Tại vì là không phải là không muốn lên mà là chơi dở không lên nổi. Vậy đi. Biết sao không? Tại vì lên rank cao quá, nhiều khi mình bận á. Đến lúc 8 giờ, đúng ví dụ như giờ danh điểu nè, có chơi được nữa đâu. Thế là phải không đi hân. Một là đi sơ là đi luôn, còn hai đi hân luôn. Để giữ một bên thấp lại. Đấy. Chỉ trừ những cái trường hợp buổi trưa mình bận và buổi tối quá bận, thì có thể là mình sẽ chơi sau 8 giờ tối. Tại vì 8 giờ tối thì có thể là thoải mái một với một bên rank thấp. Tại vì nhu cầu của mình không có cần đi nhiều. Trời ơi, cái nhu cầu của tôi là tôi chỉ cần là làm sao là đủ 3 trận một ngày để lấy cầu thôi. Còn nhưng mà đi rank cao nói chung cũng ngon, lấy được nhiều đá hơn. Còn như em thì chỉ dừng mức ở danh điểu là được rồi. Trời ơi, như người ta thức sáng đêm. Rồi đây. Quýt quýt quýt. Hí. Trời ơi, đi cái chỗ nào mà chống chài mùa thu vậy? Rồi sao? Tôi thấy đi qua đó là không có tương lai rồi đó. Tại vì cái chuyển bãi ca với con bên rất là khó. Nó móc một cái là vô vô số điểm luôn. Không dám nói vô điểm nào. Vô vô số điểm ABC XYZ. Mọi người tìm đi. Vô điểm nào mọi người tự tìm. Anh ơi, cái skin này hình như trong lúc đại dịch Covid nè. Nó là hàng limited nha mọi người. Đẹp ha. Em nằm đi anh. Úi dồi ôi. Xịt keo cứng người. Úi da. Úi dồi. Rồi. Đã đến lúc lên tàu và chạy thôi. Nó xách luôn bạn tù nhân qua đây để nó cam. Nhưng mà xin lỗi ha, cây muốn lặn nhưng mà gió này là gió là xuyên lục địa luôn nha. Không có đủ tài năng đâu mà đấu. Em sắp đổi tên rồi mọi người ạ. À. Em sắp đổi tên thành là cô Hằng. Trời ơi, rồi xong. Đầy máu lại. Quá ngon luôn. Tuần này thì Hunter mới chưa được vào rank nên là chơi vẫn rất là dễ thở. Nhưng mà sang tuần sau là anh troll của mọi người được vô là anh troll lề. Trời ơi, làm lúc chơi mà nó cứ be kinh khủng. Rồi ok. Rồi bây giờ sẽ để tàu ở đây sang ga 4. Trời ơi, sao nó biết mình ở đây hay quá vậy?
Không hiểu luôn, lên đây hay vậy ta. Trời ơi, nó móc kìa. Không canh phán là đời đấu nể đâu đúng không? Dơ. Ý, mà nó không để ý, nó không quan tâm. Trời ơi, tệ bạc. Đồ bad boy, đồ chap boy. Rồi mình sang bù máy cho thợ máy nè. Ủa ghê, nó đuổi tù nhân được cái đứa mà kiểu rất là mạnh trong cái khoản sửa máy, nó lại tiêu diệt đầu tiên rồi. Bao năm trôi qua, em vẫn yêu anh. Rồi ok, máy trên tinh thần là ổn rồi đó. Thực ra thì chơi bác sĩ rất là dễ, nhưng mà hiện tại thì rất là nhiều hunter có khả năng cấu máu lẻ và kiểm soát về khu vực heal, nên là thật sự đối với bác sĩ rất là khó để mà có thể chơi. Trời ơi, giờ nó ghê. Ui. Rồi, đi. Ok, nó phải đuổi mình là đúng rồi. Anh cháu sư, anh cứu em đi anh. Em chờ anh nè. Ngồi nơi đây, mình đơn côi. Những cái thập niên 2000 đó. Trời ơi, cái bài Vầng Trăng Khóc ta nói hả? Nó rần rần, đi nhà nào cũng có người hát. Trời ơi, ta nói chấn động địa cầu. Cái máy ở đây cũng xong rồi nè. Trời ơi, cái bài Vầng Trăng Khóc ta nói hả? Nó quá kinh điển đến cái mức mà mọi người bữa tiệc nào hay là cái nhà nào mà sắm dàn karaoke đó là ta nói chấn động luôn. Nghe mà thuộc luôn má. Hay quá, lên luôn. Yo. Trời ơi, lâu lâu có gặp nguyên một bạn giáo sư siêu to khổng lồ. Rồi xong, nó móc thợ máy tàn đời. Để mình canh canh ở đây xem rồi mình cứu anh Linh. Rồi xong. Ngày hôm qua đi họp về từ lúc 2 giờ mà tới 4 rưỡi mới xong. Mưa gió bão bùng bập bùng. Ui ui. Nó thấy mình không nghĩ ta, nó xách thẳng qua đây luôn này nè. Ui, đừng anh ơi. Thấy rồi. Chưa thấy. Rồi. Ok, con dê luôn. Ok. Mình không khuyến khích mọi người đi cứu kiểu này nhá, sẽ rất là nguy hiểm ấy. Đây là mình chơi với partner của mình. Trời ơi, cứu được thì á hả? Tốt, mà không cứu được là cơn mưa rồi xong xuống hầm. Ui! Né cái móc đến thế rồi đi. Rồi, để mình xuống hầm mình gục luôn. Để cho đồng đội chạy đi. Ủa? Trời ơi, con bê này nó ăn chay mấy má ơi. Nó không cho mình xuống hầm. 10 điểm. Ui cái cổng. Cứu tôi với, người đàn ông tệ bạc. À không, người đàn ông 16 múi. Trời ơi, hôm qua đi họp bàn về cái vụ trung thu với lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thì lễ thì mọi người thấy là cũng treo cờ đúng không? Nhà nhà treo cờ. Rồi khu nào mà kiểu tổ chức thì sẽ treo cờ hết xóm luôn. Đó. Còn trung thu thì nói chung thì ngày xưa như tụi em đây là bé nào mà có giấy khen á thì sẽ được khen thưởng. Chẳng hạn là tặng một cái bánh, tặng kẹo, tặng lồng đèn, tặng tập. Nói chung thì xã hay ấp gì tổ chức với nhau thôi, hoặc khu phố nào tổ chức với nhau thôi. Nên là cũng rất là vui. Ngày xưa trời ơi, ta nói cứ mỗi Tết Trung Thu tới tôi cầm giấy khen lên tôi nhận bánh kẹo lồng đèn cầm mỏi nách luôn. Tại vì học quá giỏi. Excellent. Giờ lớn rồi thì cảm thấy mấy cái món quà đó mang giá trị tinh thần cũng ok đó. Nhưng mà giờ nói thiệt chứ xã hội giờ phát triển nhiều rồi, nên là đâm ra nói thiệt chứ mấy cái ví dụ như là về phần thưởng như lồng đèn đồ, tôi thấy trẻ con giờ nó ít thích như ngày xưa. Thiệt, cái đó là thiệt luôn chứ không phải gì. Ngày xưa đó có ai cho miếng bánh miếng kẹo là nhức cái nách luôn. Giờ là ai nhức nữa. Trời ơi, giờ là em nhức nè, em thèm.
em thèm nhưng có ai cho đâu, tại em đâu còn đi học được giấy khen như ngày xưa đâu, tệ bà. Thôi nói vui vẻ đấy nha mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Chúc mọi người một buổi sáng thứ bảy vui vẻ nha, bye bye mọi người.